Rồi, sau đây em sẽ trình bày bài tập của em. It's a new project. Có tên project. Chọn viết đây là new. Sẽ có đầu ra đầu vào. Số tự của em là 32, vì vậy số đầu vào sẽ là 4. Ba đầu ra tương ứng với NO sau. Đây là môi trường soạn thảo code VHDL. Các biến đâu ra đầu vàng. Để bắt đầu thân hình. Xong rồi làm gì? Tôi phải mô phỏng. Chọn test band waveform. Xét giá trị ngẫu nhiên cho đầu vào. Tôi đang chạy thêm một phần. Đây là các đầu ra của mạch N, O và So. Và kiểm nghiệm thấy